Quý khách hàng nào đang tìm nhà gần với lại trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại và gần với lại trục đường quốc lộ 21B thì đừng bỏ qua cái video này. Với căn nhà này thì hộ khẩu là thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giá chào bán thì vô cùng hợp lý. Trả trước 1 tỷ đồng có thể nhận nhà ở ngay, mọi người tin được không ạ? Có nhá, với cái căn nhà này giá chào bán chỉ từ 2 tỷ 320 triệu đồng thôi. Với một cái căn nhà 4 tầng xây mới, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng 80%. Căn nhà này ưu điểm thực tế luôn ở đây, ngoài sẽ giới thiệu với mọi người ngay thoáng trước sau. Với cái thiết kế của căn nhà này thì lại vô cùng hợp lý, gác lửng hiện đại. Căn nhà này cụ thể nó là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái ngõ trước nhà 2m cách với trục đường ô tô đi lại, 100m cách với trục đường chính luôn ý quý vị ạ. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ trường phường trạm, giao thông đi lại rất là thuận tiện cho quý vị nào đi làm ở khu vực quận Hà Đông hoặc đi làm ở khu vực Thanh Oai. Với cái căn nhà này thì nó gần với lại trục đường quốc lộ 21B, gần với lại cái trục đường mà đi lên tới Văn Phú Hà Đông, gần với ngã Ba Ba La, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Căn nhà này thì cụ thể diện tích của nó là 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với đây, ngoài đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà, hoàn thiện xong hết. Phần gạch lát nền, phần sơn cũng nói chung là về cơ bản. Và theo hiện trạng của ngôi nhà này thì có thể dọn đồ về và ở ngay mọi người nha. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Tất cả những dự án Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị 100% đều sổ đỏ chuẩn chỉnh. Tầng 1 thì phần để xe và phần phòng bếp. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này cực kỳ thoáng, bởi vì sao? Ở đây nó có một cái ô thoáng ở ngoài đây mọi người này. Một cái khe thoáng, rất là thoáng và mát luôn. Đó. Trước sau cực kỳ hút gió, căn nhà này hướng đằng trước nhà, cửa chính là hướng đông nam. Phần tầng 1 của ngôi nhà, ngoài cái phần để xe thì đây là không gian căn phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn, chủ đầu tư thiết kế luôn cho mình một bộ bàn ăn ở đây, rất chi là hợp lý. Với phần tủ bếp ở đây thì hoàn thiện bếp là cái tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt, với cái độ bền của nó cũng cực kỳ lớn, từ 10 đến 15 năm. Xung quanh bếp thì là ốp đá granite, đấy, mặt bếp ốp đá đen. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa. Ở đây với cái căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã lắp đặt riêng biệt từng căn rồi, sổ đỏ riêng từng căn. Với căn nhà này, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở, đi lại rất là gần. Tầng 1 còn một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh này, đáp ứng cho quý vị. Đây, ngói đang đứng ở đây, mọi người có thể nhìn thấy bồn cầu, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà, lavabo, bàn rửa tay. Mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà nhé. Nhưng mà em vừa chia sẻ với mọi người rồi, với cái phần tầng 2 thiết kế phòng khách rất là hiện đại ở đây. Đây là phần phòng khách quý vị nhá. Và phần phòng khách này cũng được chủ đầu tư trang trí cho mình một bộ bàn ghế gỗ sồi rất là chắc chắn, rất là đẹp. Cái vách ngăn CNC ngăn cách giữa cái phần cầu thang và phần phòng khách. Đây là vách ốp PVC giả gỗ, giả đá bằng nhựa đấy mọi người ạ, nhựa PVC nhưng mà nó rất là bền. Đây là kệ TV trang trí và cửa sổ thông thoáng ở phần phòng khách đấy. Cái phần ở dưới tầng 1 đấy mọi người. Đây ở trên tầng 2 mở cửa sổ ra rất là thoáng, với cái căn nhà diện tích 32m mà thiết kế vô cùng hợp lý như thế này. Giá của cái căn nhà này, giá bán là 2 tỷ 350 triệu đồng. Căn nhà này Ngọc Ánh đang quay review chi tiết cụ thể đường hướng giá mọi người nha. Mọi người cứ yên tâm là cái giá mà Ngọc Ánh đưa tới quý khách hàng là giá của chủ đầu tư. Mời theo em tiếp theo lên phần tầng 2. Thiết kế theo kiểu giật cấp và đi lên căn phòng ngủ ở phía tầng 2 đây. Cửa sổ thông thoáng, đây là cái căn phòng ngủ này. Thiết kế hợp lý, nói chung nó sẽ không tối ưu gọi là 100% theo ý kiến cá nhân của mỗi người. Nhưng với Ngọc Ánh thì cái căn nhà này nói chung với cái tầm giá của nó và vị trí là hợp lý. Đấy. Ngoài ra ở phía tầng 2 có một phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu này, lavabo này, hệ thống sen tắm. Đấy. Và cái phòng ngủ này thiết kế theo kiểu master nha mọi người, có nghĩa là phòng ngủ và phòng vệ sinh ở bên trong.
Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa gỗ. Mời theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước sau. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có 3 phòng ngủ riêng biệt. Tất cả các phòng ngủ đều có đầy đủ cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Cái tông màu chủ đạo của cái nhà này nó là màu trắng mọi người ạ. Nên là vào cái không gian nhìn nó rất là thoáng. Cửa thông phòng thì thiết kế tất cả các cửa giống nhau. Và đây là phòng ngủ ở phía tầng 3. Cũng có nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Nó khác một chút chút so với tầng 2 thôi. Nói chung với cái căn nhà này ấy, nó sẽ bám theo cái trục đường quốc lộ 21B. Quý vị đi làm ở dưới khu vực Thanh Oai thì rất là tiện. Mà nếu như làm ở Hà Đông thì cái căn nhà này đi theo cái lối đường Quang Trung kéo lên cũng rất là gần. Gần với lại trung tâm hành chính quận, gần với chợ Hà Đông, gần với lại cầu Trắng. Xung quanh ngập tràn tiện ích trường học mầm non cấp 1, cấp 2. Và ngoài đã review lên tới tầng 3 rồi, tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nha. Ngoài anh đã bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà rồi đây. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế đây là khu vực để máy giặt. Đây, ổ cắm, ống chờ, sàn thoát nước. Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế một cái căn phòng riêng. Quý vị có thể thiết kế phòng này làm phòng thờ hoặc là có thể làm phòng để làm việc. Nói chung cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Và phần còn lại của ngôi nhà đây chính là phần sân phơi. Đây, phần sân phơi rất là rộng nha quý vị. Đó, thiết kế đầy đủ. Căn nhà 32m. Hướng nhà này là hướng đông nam. Giá chào bán căn nhà này là 2 tỷ 350 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Thiết kế 4 phòng riêng, phong cách phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Ngoài review rất là đầy đủ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.